Thì hôm nay tôi sẽ giảng cho các Phật tử một thời pháp. Thì cái chủ đề mà sư sẽ giảng cái bài pháp hôm nay đó là tu tập để tạo ra công đức và phước lành. Thì ở trên đời này cũng vậy, ai mà có công đức thì người đó sẽ có phước lành. Cái người nào mà có phước lành là vì cái người đó có nhiều công đức. Thì cái phước lành nó sẽ được thể hiện ra ở thế gian là có những người người ta có phước lớn, có những người thì có cái phước mỏng, có người thì có phước dày. Thì cái phước nó được thể hiện là ví dụ như là ở trên đời mình sẽ thấy là có những cái người người ta có những cái sự thành tích, có những cái sự thành công về ví dụ như là có những người người ta có cái sự thành công là có nhiều tài sản, thì đó là những người có phước. Có những người thì sẽ có cái sự thành công như là người đó có công danh, sự nghiệp hay là có chức quyền cũng là có phước. Có cái người thì sẽ có cái phước lành được thể hiện bằng cái sự trường thọ, tức là được sống lâu. Hoặc là cái phước lành đấy thể hiện bằng cái sự có sức khỏe, người đó ít có bệnh tật cũng là có phước từ công đức phước lành mà ra. Thì cũng có người thì có cái phước lành đó được thể hiện là cái người đó có trí tuệ, học rộng biết nhiều và dễ dàng thành tựu được những cái học vấn ở đời, thì đấy cũng là những cái sự phước lành. Hoặc là có những cái người thì mình có một cái cuộc sống nó an lành, an vui, ít những cái rủi ro tai nạn, ít những cái phiền não khổ đau về thân và về tâm, thì đấy cũng là những cái phước lành và từ công đức phước lành mà ra. Nhưng mà những cái mức độ công đức phước lành nó khác nhau, nó có cái sự cao thấp khác nhau, cho nên là ở đời sinh ra những cái sự cao thấp khác nhau. Mình sẽ thấy rằng là có những người thì tuổi thọ rất là già, nhưng mà có người tuổi thọ thì ở cái mức vừa vừa trung bình, có những người tuổi thọ thấp. Thì tất cả những cái phước lành nó cũng vậy, nó không có cái sự đồng đều, không có giống nhau. Mà thế thì ở trên đời người ta sẽ không có thấy được cái nhân, nguyên nhân tại sao trên đời này có người sống lâu, người chết sớm, người thì có giàu sang, người nghèo, có người thì ốm đau, người mạnh khỏe, người thì ngu dốt, người thì thông minh, người thì đẹp, người thì xấu, người thì an vui, người thì luôn luôn có sự khổ não và gặp nhiều những chướng ngại trong cuộc sống. Thì thường thường là ở thế gian người ta không thấy được cái nguyên nhân mà người ta chỉ thấy được cái quả. Vậy cho nên là người ta cái thói quen ở đời đó là người ta thường hay đi cầu xin những cái đấng thần linh ban cho mình những cái điều phước này. Và người ta cứ nghĩ rằng phước lành đó là có thể là do những các bậc thần linh ban độc cho. Cho nên ở đời người ta có nhiều những cái pháp là những cái đàn tràng lễ bái để cầu phước lành. Thì những cái điều đó thì với cái giáo pháp của Đức Phật thì cái sự cầu phước là mê tín và hoang đường. Không có cái sự cầu xin mà được phước. Mà phước cũng giống như là những cái hạt giống cần phải gieo trồng và nó cho ra kết quả. Một người mình có thể khởi lên cái ước muốn được hưởng những cái phước lành, thì cũng giống như là một cái người mình khởi lên một cái ước muốn là mình trồng cây mà nó có thể cho mình những cái thành quả, đó là những cái mùa màng hay là những cái hoa trái mà do mình trồng cấy mà nó tạo ra. Vậy thì những cái phước lành thì nó là một cái gieo ở đời này, có thể nó trổ ở đời này, có thể gieo ở đời này nó trổ ở đời sau, có thể gieo ở đời này mà nhiều đời sau nó mới trổ quả. Vì vậy cho nên là mình không thấy được cái quá trình từ gieo nhân đến khi mà nó cho ra kết quả. Cho nên là rất là nhiều người mình gặt hái những cái thành quả của mình gieo lên mà mình không biết. Tức là đôi khi mình gặp những cái điều may mắn là những cái quả mà mình đã gieo ở trong quá khứ mà bây giờ mình gặp
và mình đang hưởng cái quả mà mình lại không không nhớ lại được cái thời mà mình đã gieo cái nhân đó từ khi nào. Đôi khi mình gặp những cái quả khổ đau cũng là những cái quả mà mình cũng là cái quả của những cái nhân khổ đau mà mình đã gieo, thì cũng giống như bây giờ mình được hưởng những cái trái ngon như là cây xoài, cây mít, cây cam là do những cái hạt giống tốt mà mình đã gieo. Cũng có khi mình gieo những cái giống nó giống như là hạt ớt thì bây giờ nó sẽ ra những cái trái cay đắng. Thì trong cuộc sống vậy, mình gặp những cái điều lành là mình đã gieo nhân lành, mình gặp những cái điều khổ đau là mình đã gieo những nhân khổ đau ở trong quá khứ, thì đấy là sự thật. Vậy thì cái ai ở trên đời cũng mong muốn là mình gặp những cái điều tốt lành và tránh xa những cái điều rủi ro, những cái điều khổ đau. Vậy thì cái người có trí, tức là cái người có trí tuệ ở trên cuộc đời, thì là cái người biết gieo cái hạt giống tốt để sau này mình hưởng cái thành quả tốt, và tránh những cái hạt giống xấu để sau này mình không phải chịu những cái quả khổ đau ở tương lai. Vậy thì cái cách gieo như thế nào thì nó tạo ra những cái quả an vui, và gieo nhân như thế nào thì nó tạo ra những cái quả khổ đau. Thì đấy là những cái trọng yếu của cái giáo pháp của Đức Phật, đấy là trọng yếu của những cái lời dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật nằm một cái bậc giác ngộ, thấy nhân thấy quả thông suốt, là một cái bậc toàn giác trí, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Cho nên là cái sự giác ngộ triệt để của Đức Phật là Đức Phật thấy rõ cái kiếp sống nhân sinh từ quá khứ, hiện tại đến tương lai là như vậy. Cho nên là ví dụ như là bây giờ một cái người sống ở trên đời mà cái người đấy mình hành động theo những cái sở thích như là sát sinh, thì cứ tức là khi mà một cái người sát sinh là cái người đấy có cái tâm bất thiện, muốn đem lại cái sự khổ đau cho những chúng sinh khác, và mình đã cố ý giết hại cái mạng sống của chúng sinh đó là bằng cái ác ý của mình, thì đó là mình đã gieo một cái nhân não hại, tức là một cái nhân đấy nó gây khổ cho người khác, thì là mình đang gieo cái nỗi khổ cho mình ở tương lai. Vậy cho nên là Đức Phật mới dạy mình tránh xa sát sinh, từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh. Đấy là mình đang gieo một cái nhân lành cho mình, và mình sẽ được hưởng cái phước lành ở trong tương lai, nó là được sống lâu. Còn những người nào mà gieo cái nhân như là sát sinh thì trong tương lai mình sẽ chịu cái nỗi khổ như là mình chết phải đọa xuống địa ngục, hoặc là đọa làm ngạ quỷ, hoặc đọa làm súc sinh. Khi sinh lại làm người thì có thể là cái người đó sẽ gặp cái quả báo là mạng sống ngắn, hoặc là khi có cái thân người này mình luôn có rất là nhiều những cái bệnh tật, những cái nỗi khổ về cái bệnh của về thân. Vậy thì đấy là một cái gieo được cái phước lành, cái công đức phước lành thứ nhất, đó là tuyệt đối không giết hại bất cứ một cái loài sinh vật nào, dù là những cái con nhỏ bé như con sâu, con bọ, con kiến, con muỗi, con ruồi, cho đến những con vật to lớn, trâu, bò, lợn, gà. Còn giết người thì là một cái tội cực lớn rồi, và hầu như không ai dám làm. Nếu như mình làm thì đương nhiên là mình phải đọa địa ngục, điều đó là không tránh khỏi. Cái phước lành thứ hai, cái chồng nhân thứ hai nữa, ví dụ một người mà có cái lòng tham, mình muốn tài sản của người khác trở thành tài sản của mình, có cái rồi mình khởi lên cái tâm tham đó và khởi lên những cái hành động đó là đi ăn trộm cắp của người khác, thì từ cái hành động trộm cắp đấy nó sẽ gieo lại cái nhân gây đau khổ cho người khác. Người khác người ta mất đi tài sản là người ta mất đi sự sống, người ta sống được là nhờ phải có tài sản. Người ta an vui cái cuộc sống của người ta có tự tại là nhờ tài sản, người ta mất tài sản người ta sẽ khổ đau. Vậy thì mình đang gieo cái đau khổ cho người khác và mình đang gieo cái đau khổ cho mình. Vậy thì một cái người mà tránh xa cái trộm cắp là mình đang gieo một cái phước lành về tài sản của mình, sau này không ai phá hoại. Nếu mà một cái người mà hay ăn trộm cắp ở trên đời thì mình sẽ gieo những cái nhân đấy, sau này mình có tài sản nhưng mình không có thể nào trông coi được, mình hay bị mất mát về tài sản. Tài sản nó sẽ mất mát bằng cái cách đó là một là mất do lửa đốt. Đôi khi mình bị cháy nhà
và trong một cái cơn hỏa hoạn nó có thể thiêu rụi hết những cái công sức mà mình đã vun bồi trong cả cuộc đời. Tài sản nó có thể bị mất do nước cuốn, khi một cơn sóng thần hay là lũ lụt nó về nó có thể nhấn chìm hết những tài sản của một người. Tài sản có thể bị mất do bị giặc cướp, đôi khi mình có thể bị cướp đoạt mất, trộm nó vào, nó rình rập nó lấy mất. Hoặc là có những người có thế quyền, người ta sẽ chiếm đoạt mà mình cũng sẽ bị mất. Và đôi khi có những người bị mất mát tài sản do con cái, đó gọi là phá gia chi tử. Đôi khi những cái người mà có những cái oan trái, có những cái ác nghiệp, ví dụ như là mình thường phá hoại tài sản của người khác, lấy trộm tài sản của người khác, hay mắc nợ người khác, hoặc là có những cái oan trái gì đó, nợ nần gì đó trong những kiếp quá khứ, kiếp này có thể mình sẽ phải sinh ra những cái đứa con mà nó phá hoại cái tài sản của mình, làm ra rồi nó nghiện ngập, rồi nó trộm cắp, rồi là nó phá hoại bằng nhiều cách thức khác nhau. Vậy đấy được gọi là năm kẻ thù phá hoại, là những cái mà nó phá hoại tài sản của những cái người mà mình gieo những cái nhân trộm cắp ở trong quá khứ, là bây giờ mình hay bị những cái kẻ thù nó phá hoại tài sản bằng năm cái cách thức đấy. Thì vậy nên là một cái người mà mình từ bỏ trộm cắp là mình đã gieo được cái phước lành, đó là cái tài sản của mình luôn vững vàng, ổn định, không bị phá hoại trong tương lai. Còn nếu mà một cái người mà muốn có được cái nhân an vui, như là cái đời sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, không có bị thất tình, không có bị đục vỡ về cái đời sống gia đình hôn nhân ở thế gian, thì đó là cái người đấy gieo cái nhân là không tà dâm, tránh xa tà dâm. Thế thì một cái người mà tà dâm thì sẽ gây đau khổ cho những cái gia đình người khác và gia đình của mình. Thế ngay ở hiện tại thì gia đình cũng bất hạnh, mà nó còn gieo những cái nhân xấu cho những cái đời sống tương lai. Và cái, có những người có cái hành động tà dâm có thể nó trổ quả ngay đời này là cái gia đình đấy bị tan vỡ, nhưng cũng có khi cái hành động đấy nó sẽ trổ quả ở cái đời tương lai, hoặc là mình đã gieo nhân ở quá khứ mà cái đời này nó cho quả, làm cho một cái gia đình nó không được vững bền, không hạnh phúc, vợ không chung thủy với chồng, hoặc là chồng không chung thủy với vợ, sinh ra cái sự mâu thuẫn, sinh ra những cái phiền não với nhau. Vậy thì muốn có được cái cuộc sống hòa hợp, vậy thì cũng phải giữ được cái giới thứ ba, đó là không được tà dâm. Và nếu mà mình có muốn được hưởng cái phước, đó là mình có được cái công danh sự nghiệp. Như một người mà mình có được công danh sự nghiệp là do mình có được cái sự tin cậy của mọi người. Ví dụ như là mọi người người ta có tin tưởng thì mới đưa mình vào làm những cái công việc quan trọng, những cái giao cho mình những cái nhiệm vụ quan trọng có lợi ích cho mình. Thì từ đấy thì cái công danh sự nghiệp của mình mới tiến triển tốt đẹp lên. Thì đó là nhờ có niềm tin. Vậy thì một người phải gieo cái niềm tin thì cái người đó mới có được cái sự nghiệp tốt. Cái niềm tin ở đây chính là cái người đó gieo cái nhân là cái nhân chân thật. Vậy thì cái người mà sống mà không chân thật thì mình hay lừa dối người khác và mình tưởng rằng đó là con đường để mình thành công trong thời gian ngắn, mình đạt được những cái điều mình mong muốn, thì đó là sai lầm. Mà khi mà một cái người mà đã mất niềm tin của mọi người, mình sống mà không chân thật, mất niềm tin của mọi người, thì sau này sẽ không có được dùng vào những cái công việc quan trọng, và không có ai nhờ mình làm những cái công việc, thì nhờ từ đấy cái sự nghiệp của mình sẽ không có phát triển. Vậy thì một cái người mà mình gieo cái nhân chân thật, có niềm tin, thì mình có cả lợi ích ở ngay hiện tại, được mọi người tin tưởng. Nhưng cũng có người nghĩ rằng là đời này mình sống rất chân thật, tại sao mình vẫn gặp khó khăn và mọi người vẫn không tin tưởng mình. Thì đó là mình đã gieo những cái nhân không chân thật đó từ trong đời quá khứ. Mình đã hay lừa dối mọi người và bây giờ nó cho ra cái quả như vậy. Vậy thì mình cần phải có cái sự gieo nhân, tức là mình phải có cái gieo nhân chân thật. Cái nhân chân thật đấy nó sẽ tạo được niềm tin ở đời này, tạo được niềm tin ở đời sau.
Có những người đời này mình thấy rằng người đấy cũng chẳng phải là người chân thật gì, tại sao mà người ta đã có được cái sự nghiệp tốt, có được cái niềm tin tưởng của mọi người? Đó là vì người đó đã từng gieo cái nhân chân thật từ trong đời quá khứ rồi, cho nên là có được cái quả ở đời này. Vậy thì cái điều phước này nữa, đó là mình phải tạo ra được cái sự chân thật ở cái lời nói. Cái lời nói chân thật thì nó có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là thấy thì nói thấy, sai nói sai, có nghe thì mình nói là có nghe, mà không nghe nói không nghe, tức là nói đúng với sự thật. Mà cái lời nói ở đây nó còn có ý nghĩa nữa, đó là mình tránh xa, không nói cái sự thêm bớt. Ví dụ như là một cái người mà người ta có một cái nỗi nhỏ nhưng mà mình thêm vào đấy thành cái nỗi to, hay là người ta có cái công ít nhưng mà mình thêm vào, tức là nói thêu dệt đi để cho cái người đấy có cái trở thành một cái người có cái công lớn, người có cái tội nhỏ mà mình thêm thắt vào cho người ta thành cái tội lớn, thì đấy được gọi là cái lời nói thêm bớt. Hoặc là cái lời nói có cái sự chia rẽ, tức là đến người này thì nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, gây ra cái sự bất hòa, đấy cũng sẽ làm cho mọi người người ta mâu thuẫn với nhau, mình tạo ra cái ác nghiệp về lời nói. Còn nếu như mình nói những cái lời mà khiến cho mọi người người ta hòa hợp, người ta đoàn kết, người ta sống tương thân tương ái, không mâu thuẫn, không đối đầu, không chống trái nhau, thì đấy là mình tạo ra cái phước lành, cái công đức phước lành từ những cái lời nói. Hoặc là một cái người nói những cái lời phỉ báng, mắng nhiếc những người khác làm cho người ta phiền não, đấy là mình tạo ra tội lỗi. Nhưng mà dùng những cái lời nói từ hòa từ ái, làm cho mọi người được vui vẻ, thì đó cũng là mình tạo ra được cái công đức phước lành từ cái lời nói. Hay là có những cái lời nói nó cũng không có ý nghĩa gì, tức là những cái lời nói phù phiếm, nhảm nhí, vô ích, thì nó làm cho những người ta sinh ra những cái tâm gọi là tán tâm, loạn ý, không đem lại cái lợi nào, không đem lại cái lợi ích gì. Vậy nên là như Đức Phật dạy thì mình chỉ nên nói những cái gì mà nó có lợi ích, là sự thật nhưng mà nó có lợi ích cho cái người nghe, thì nó mới đem lại những cái công đức phước này cho chính mình. Thì đấy là phải giữ được cái giới, đó là nói không nói dối, hay là nói đúng với sự thật. Và cái công đức nữa được tạo ra từ cái sự, đó là mình sống có cái sự tiết chế. Tiết chế ở đây là tiết chế về thân khẩu ý của mình, hay là mình không dùng những cái chất say nghiện. Tức là bình thường cái này thì con người sống ở trên đời, đó là mình biết cách chế ngự những cái hành động, những cái lời nói và những cái ý nghĩ xấu. Thì là một cái người có cái sự tiết chế cao độ, có cái sự chế ngự cao độ, thì cái người đấy sẽ có những cái nhân cách cao thượng, hay là có những cái hành động cao thượng hay là thiện lành, nhờ cái người đấy sống có cái sự tiết chế. Cho nên là sinh ra ở cái cuộc đời là cái kiếp con người thì người ta phải học những cái đạo lý của để mà có những cái hành xử văn hóa lịch sự với nhau ở đời. Thì những cái hành xử văn hóa lịch sự với nhau ở đời đó chính là cái người đó có cái sự tiết chế, bỏ đi được những cái hành động thô thiển, lỗ mãng, xấu xa, bất thiện ở đời. Thì sẽ có một cái hạng người mất đi cái tâm tiết chế đó, đó là những cái người bị nghiện và hay là những cái người say. Vậy cái người nào sống ở trên đời mà người ta say rượu, khi người ta uống rượu mà người ta sẽ nói nhảm, nói tục, và người ta sẽ gây sự, đánh nhau, chửi nhau, bởi vì lúc ấy nó mất đi cái tâm tiết chế đó, hay là nó mất đi cái tâm hổ thẹn, tức là cái người đấy trở nên mất cái tâm xấu hổ, không biết xấu hổ nữa, và mất cái tâm ghê sợ, không còn biết ghê sợ tội lỗi nữa. Thế thì con người vì lẽ các cái loài súc vật khác nhau ở cái này, con người biết xấu hổ và biết ghê sợ, còn những cái loài súc sinh nó không biết xấu hổ và không biết ghê sợ. Thì cái người mà say xỉn vẫn có thể người ta cởi hết quần áo, người ta đi ngoài đường người ta không có xấu hổ, thì lúc ấy nó say mất hết cái tâm chế ngự đi rồi, mất cái tâm tàn quý, mất sự xấu hổ đi như vậy. Thế thì cái người mà say sưa hay nghiện ngập thì sẽ mất, đánh mất cái nhân cách cao thượng là như vậy.
Và đấy cũng là đang gieo một cái nhân mà đáng phải đọa vào những cái loài thấp kém, tức là phải tái sinh làm súc sinh ở trong tương lai. Mặc dù nói rằng là cái sự uống rượu, bia hay là các cái chất say nó không có ảnh hưởng đến ai, mình có thể nói là tôi vẫn uống rượu nhưng tôi không làm hại ai. Mặc dù mình nói là như thế, nhưng mà thực ra trong cái lúc mình uống rượu ấy, nó gieo một cái nhân rất là bất thiện vào trong tâm. Thế là nếu như mà một cái người Phật tử mà có cái thọ trì tam quy ngũ giới, người đó có cái giữ gìn là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, và cái lúc mà người ta tỉnh táo thì người ta sẽ giữ được những điều đấy. Khi mà đối diện trước một cái hành động sát sinh, người ta sẽ ghi nhớ là mình là người giữ giới không sát sinh, mình phải tránh xa cái sát sinh này. Khi mà đối diện với cái cơ hội mà mình có thể trộm cắp được tài sản người khác, cái người mà có cái tỉnh giác thì sẽ chế ngự được, mình sẽ không lấy trộm của người khác, chế ngự được cả cái hành động tà dâm hay nói dối. Nhưng khi mà một người đã say hoặc là đã bị nghiện rồi, say và nghiện những cái chất say nghiện, thì cái người đấy sẽ mất, không còn cái ý thức là mình sẽ giữ không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối nữa. Và lúc đấy là trong tâm nó bị mất hết những cái đức tính cao thượng đấy. Vậy thì cái người đấy sẽ mất hết những công đức và mất hết những cái phước này. Vì vậy nên là Đức Phật nói là một cái người mà đã nghiện rượu thì người đấy cũng sẽ mất cái giới sát sinh, mất cái giới hạnh về trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nếu như người đó đứng trước hành động sát sinh, người đó sẽ sát sinh, sẽ trộm cắp, sẽ tà dâm, sẽ nói dối, vì cái hành động đã bị say rượu nó chế ngự mất rồi. Vậy nên là cần muốn giữ được các cái giới hạnh, những cái đức hạnh cao thượng, thì cái người đấy cần phải tránh xa những cái chất say và những cái chất mà nó gây nghiện. Đấy là những cái công đức phước lành mà mình có thể tạo ra, chứ không phải là do người khác ban cho. Thì một cái người mà mình không bị mất những cái chất, không nghiện những chất say đấy, thì mình sẽ có được cái trí tuệ ở trong đời hiện tại này và trong đời tương lai. Cái người đấy sẽ có được những cái trí tuệ, những cái phước này. Đấy là thì một cái người mà giữ được những cái giới hạnh như vậy, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì cái người đấy sẽ có được cái sự thanh tịnh ở nơi thân. Thân của người đó sẽ không làm những cái điều nỗi nầm, và khẩu của người đó không nói những cái điều nỗi nầm mà luôn nói những cái, luôn có những cái hành động thiện lành và nói những cái lời thiện lành. Nhưng chỉ nhờ vào cái sự giữ gìn những cái giới đấy, nó chưa làm cho cái tâm linh của người đó có thể tiến hóa, chưa làm cho trí tuệ của cái người đấy có thể trở nên rộng lớn và trở nên sâu rộng hơn được. Vậy thì khi mà một người giữ được những cái giới hạnh đấy, thì vẫn cần phải có cái sự tu tập về cái đời sống nội tâm, làm cho cái nội tâm nó được định tĩnh, thì nó sẽ phát triển thêm được những cái công đức phước lành do tu tập về tâm. Thì cái sự tu tập về tâm đó là cái người đấy cần phải có một cái pháp hành thiền. Cái pháp hành thiền tức là cái người đấy một ngày mình có thể ngồi thiền một thời, hai thời, ba thời, bốn thời, tùy theo cái khả năng của mình. Nếu như muốn phát triển về tâm linh thì cần phải có cái sự tu tập về tâm linh nữa. Thì cái sự tu tập về tâm linh hàng ngày mình có thể ngồi thiền, chú tâm vào hơi thở chẳng hạn, hay là bất cứ một cái pháp môn thiền nào, nó cũng đều làm cho cái nội tâm trở nên thanh tịnh, đối trị lại những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm và phát triển cái trí tuệ giác ngộ. Thì trong cái sự thực hành thiền nó sẽ tạo ra cái công đức lớn nhất, lớn hơn cả những cái công đức khác. Nó có cái công đức lớn là khi mà một cái người đó mà chú tâm hành thiền ấy, thì cái người đó sẽ tự cái tâm nó trở nên thánh thiện, và nó sẽ tự động nó xa lìa những cái tâm là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Là cái vậy thì cái người đấy mà thường xuyên thực hành thiền định, người đấy tự động cái người đấy sẽ có cái sự giữ giới một cách rất là thanh tịnh. Cái người mà thực hành thiền thì cái người đấy sẽ có những cái đức tính
như là cái người đấy cần phải có cái sự nhẫn nại rất là cao. Tức là khi mà mình ngồi thiền thì cái tâm của mình nó rất là muốn đi năng sẵn, và cái thời gian đầu những cái phiền não nó khởi lên và mình luôn luôn phải xua đuổi những cái phiền não đó đi. Và những cái sự đau đớn ở trên thân, nó có thể đau chân, đau người, và trong tâm nó rất là buồn bực, nhưng mà cái người đó cần có cái sức kham nhẫn lại. Thế thì cái người đó mình có thể kham nhẫn trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng để mình ngồi thiền, thì nó sẽ thành tựu cho mình có được một cái hạnh kham nhẫn cả về thân và về tâm. Thì đấy cũng nó trở thành một cái đức tính. Cái người đấy sau này sẽ kham nhẫn được trước những khó khăn và trước những nghịch cảnh trong cuộc sống. Thế thì ở trên cuộc đời này mình sẽ thấy rằng là có những cái người có cái tâm kham nhẫn rất là yếu. Khi mà người ta gặp một tí nghịch cảnh, người ta sẽ trở nên rất là khó chịu. Ví dụ như là người đó chỉ gặp một chút là đói bụng một tí, người đó đã phàn nàn kêu ca. Người đó chỉ cần cái thời tiết nóng lạnh một tí, người đó đã không chịu được. Hay là có ai đó nói đụng đến cái lòng tự ái, tức là người bị người khác mắng cho một câu. Ví dụ những cái người cấp trên hay những cái người mà lớn hơn, lớn tuổi hơn trong gia đình, có quyền lực hơn, người ta mắng chửi mà mình không chịu được. Không chịu được ở những cái nơi có áp lực, hay là những cái nơi là môi trường của người ta có những cái nội quy, có những cái quy định rất là cao, và cái người không có sức kham nhẫn không chịu được, cho nên người đó không làm được những cái việc quan trọng. Đó là người không có đức tính kham nhẫn. Vậy thì cái ngồi thiền nó sẽ rèn luyện cho người đó nhẫn nại, nhẫn nại những cái sự khó chịu ở nơi thân, nhẫn nại những cái sự khó chịu ở trong tâm, và nó sẽ làm cho cái tâm trở nên tự tại. Đấy là một cái đức tính với người hành thiền nó sẽ thành tựu ra. Cái thứ hai nữa, hành thiền nó sẽ thành tựu ra được một cái đức tính, đó là quyết định. Quyết định ở đây là ví dụ như là cái người đó sẽ quyết định là mình sẽ ngồi thiền trong 1 tiếng hay 2 tiếng, 3 tiếng. Và khi mình quyết định như thế và mình sẽ thực hiện đúng với cái quyết định mà mình đã đề ra đấy, thì nó lâu ngày nó sẽ thành tựu cho người đó có được một cái sự quyết đoán. Tức là quyết định thì mình sẽ có được những cái quyết đoán. Cái quyết đoán ở trong cuộc sống thì nó cũng thế. Tức là có những cái người, người ta sống người ta luôn luôn rụt rè do dự. Có thể là người ta dự định làm một cái việc gì đó nhưng thiếu cái tính quyết định, thiếu có tính quyết đoán. Người đó cứ do dự, cứ phân vân, không biết là mình có nên làm hay là không nên làm. Vì không có cái sự quyết định như thế, cho nên người đó ở trong cuộc sống thì cái người đó cũng không làm được những cái việc đáng làm. Vì người đó luôn luôn có cái tính phân vân lưỡng lự, không quyết đoán, không có cái tính quyết định. Vậy cái người đó mà thực hành thiền thì sẽ thành tựu được cái pháp gọi là quyết định. Mà cái con đường tu tập để đi đến Niết Bàn giải thoát thì Đức Phật cũng rất là chú trọng về cái tính của một cái người có tính kham nhẫn, những người có cái tính quyết định, nên là gọi là kham nhẫn ba la mật, quyết định ba la mật. Đấy là những cái hạnh cần phải có. Hay là giữ giới thì được gọi là giữ giới ba la mật. Ví dụ như cái người đó giữ giới với cái mục đích là để đi đến Niết Bàn, người đó tinh tấn là để đi đến Niết Bàn, người đó kham nhẫn để đi đến Niết Bàn, quyết định để đi đến Niết Bàn, thì đấy được gọi là những cái pháp ba la mật. Nhưng mà cũng có những cái người, người ta giữ giới hay là tinh tấn, kham nhẫn hay là quyết định để thành tựu được những cái ước muốn hữu nộng, như là mong muốn đạt hưởng những cái phước lành ở trong cuộc sống này. Thế thì tùy theo mỗi người có những cái mong cầu, có cái nguyện vọng, có cái mục đích, có cái ước muốn khác nhau. Nhưng mà mỗi người gieo những cái nhân thì nó mới có quả. Tức là mình có gieo những cái nhân tạo ra những cái công đức phước lành thì mình mới được hưởng cái công đức phước lành đó. Thì đấy là cần phải có cái sự tu tập phát triển. Thì trong cái ngồi thiền thì nó luôn cần cái đức tính, đó là phải tinh tấn, tức là phải có cái siêng năng, có cái nỗ lực, có cái cố gắng, có cái sự cần cù. Thế cho nên gọi là cái công phu tu tập là phải được diễn ra hàng ngày hàng ngày. Ví dụ như là có những cái ngày mình mệt mỏi, cái người dễ duôi thì sẽ buông bỏ công phu và không có thực hành nữa.
Nhưng mà cái người mà có cái sự nỗ lực cần cù cố gắng, đôi khi mệt mỏi cái người đó cũng phải cố gắng để vượt qua những cái mệt mỏi đó, rồi nó sẽ thành cái thói quen, đó là phải cố gắng ngay cả những cái lúc mình dư giả cái sức lực để làm cái việc đó, nhưng mà cũng có cái lúc mệt mỏi mình cũng phải cố gắng để vượt qua cái mệt mỏi đó, thì dần dần nó sẽ tạo ra cho mình có được cái tính gọi là siêng năng tích cực. Thì ở trên ở trong cuộc đời cũng vậy, cái người nào mà có cái đức tính siêng năng thì cái người đấy sẽ làm được rất là nhiều việc, cái người đấy sẽ làm được ra rất là nhiều những cái mà mình cần làm. Siêng năng nào trong lao động hay là siêng năng trong học tập cũng vậy, người nào mà siêng năng tinh tấn thì cái người đó sẽ khác, sẽ vượt xa những cái người mà có cái tính không siêng năng, lười biếng. Vậy thì cái sự thực hành thiền nó sẽ rèn luyện cho cái người đó có cái tính siêng năng, cái tính nỗ lực cần cù. Đấy cũng là những cái đức tính mà ở trong cái con đường tu tập cần phải có để đi đến Niết Bàn giải thoát. Vậy thì cái sự thực hành thiền nó sẽ làm cho cái người đấy có những cái hạnh gọi là thanh tịnh suốt ly, làm cho cái thân khẩu ý của người đó đều được thanh tịnh, tránh xa những cái đời sống nhiễm ô thế tục. Thì cái người nào mà càng đắm say những cái niềm vui hay là những cái dục lạc ở trên cuộc đời thì cái người đấy là sống tham đắm với cái cõi trần tục, thì cái người đấy bị cái bị trói buộc bởi những cái tham về ngũ dục, sắc thanh hương vị xúc, tức là năm cái dục trưởng dưỡng ở trên đời này, nó là những cái mà nó giống như là một cái người đang khát mà uống nước mắt, càng uống thì càng khát, không bao giờ thỏa mãn. Một người mà chạy theo cái tham đắm luyến ái đối với sắc đẹp và thì cái người đó không bao giờ thỏa mãn với sắc đẹp. Một người tham mãn với cái sự hưởng thụ những cái sự khả ái về âm thanh, về mùi hương, về vị và về cái sự xúc chạm thì không bao giờ thỏa mãn được, và cái người đấy sẽ bị trói buộc bởi năm cái ngũ dục của thế gian đấy. Và cái sự thực hành thiền nó sẽ làm cho một cái người này trở nên ni dục, ni được năm cái dục này, để cho cái tâm nó sẽ trở nên thanh tịnh và nó nhàm chán đối với lại những cái cảnh sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục mà xúc dục ở trên cuộc đời. Thế thì những cái người nào mà mình đắm say những cái ngũ dục thế gian thì người mình sẽ trở thành nô lệ cho thế gian, giống như là con cá mà nó cắn câu, nó sẽ bị hóc bởi cái móc câu và sau đó nó sẽ bị bắt bởi những cái người câu cá. Thế thì cũng giống như vậy, ở trên cuộc đời nếu mình một cái người mà có nhiều những cái tham đắm, nhiều những cái tham danh vọng, nhiều những cái tham về sắc tài danh lợi thế gian thì cái người đấy cũng sẽ trở thành những cái con mồi cho những cái lưỡi câu của sinh già bệnh chết, của tử thần, của đọa xứ, của diêm vương, của địa ngục. Đấy là sau này mình sẽ trở nên rất là xấu xa và hạ điệp do mình chạy theo những cái dục lạc của thế gian. Còn đến sự thực hành thiền nó sẽ đạt ra được một cái sự gọi là ni dục, ni bất thiện pháp, và nó có được cái sự hỷ lạc do ni dục sinh. Một cái người mình nghĩ rằng là hưởng thụ cái dục lạc là một cái niềm vui, nhưng mà cái niềm vui đấy là ảo, không thật. Và cái niềm vui thật sự là khi nào mình đạt được cái sự ni dục, tức là nó giống như là một cái người mà bị bệnh bệnh hủi, bệnh cùi, bệnh phong, kẻ nát và nở nét. Cái người đấy sẽ hơ cái chỗ vết thương đó trên ngọn lửa và người đó cảm thấy rất là thích thú. Và người đó càng hơ thì cái vết thương nó lại càng nở to hơn và người đó sẽ càng phải hơ nhiều hơn. Thì cũng như vậy, một cái người mà tham đắm hưởng thụ cái dục lạc ở thế gian và cứ càng hưởng thụ thì cái lòng tham đắm nó càng lớn lên và không bao giờ thoát ra khỏi cái sự hưởng thụ dục lạc đó. Đấy là cái nguy hiểm. Mình thấy cái dục lạc nó có cái vị ngọt nhưng mà nó có cái nguy hiểm nó tiềm ẩn ở trong đó. Và nó có cái con đường suốt ni khỏi cái sự tham đắm dục lạc đó chính là cái sự tu tập về nội tâm, làm cho nội tâm trở nên định tĩnh, làm cho cái nội tâm nó trở nên xa lìa cái tham dục về thế gian. Đấy là cái sự tu tập nó sẽ đạt được cái sự an lành, nó có được cái sự hỷ lạc do ni dục sinh là vậy.
Đấy là cái sự thực hành thiền nó sẽ làm cho người đó ni được cái sân hận, tức là không còn sân hận với ai ở trên đời. Đấy, cái người mà sân hận thì hay sinh ra cái tâm gọi là ai nói đụng đến là mình có thể tức giận. Cái sân hận nó có thể gây ra cái sự là mình đố kỵ với người khác. Khi mà thấy một cái người khác người ta làm được một cái việc gì hơn mình, hay là mình sống ở đời cứ có cái sự cạnh tranh nhau, có cái sự so sánh với nhau, mình không bằng người, mình cố gắng bằng hoặc thấy người khác hơn, cảm thấy tức bực khó chịu. Cho nên là ở trên cuộc đời này có cái cuộc sống có cái sự ganh tị, nên là hay có cái sự chống phá lẫn nhau, không có cái sự ủng hộ, không có cái sự giúp đỡ nhau, mà hay có cái sự gọi là công kích, chống phá, phá hoại nhau để cho người khác không hơn mình. Thì ở trên cuộc đời người ta gây ra cái sự đau khổ cho nhau vì cái tâm ganh tị hay là vì cái tâm bọn sẻ. Sân hận nó cũng sinh ra cái bọn sẻ. Bọn sẻ nghĩa là không muốn cho người khác được bằng mình, hay là không muốn chia sẻ những cái của mình cho người khác. Thế là sân hận nó cũng sinh ra cái sự hối tiếc, cái sự hối hận. Ví dụ như là mình bỏ qua một cơ hội gì đó mình không làm được, sau đó sinh ra hối hận, hối tiếc. Thì đó, cái tâm, cái nội tâm nó cũng trở nên buồn rầu, u sầu, bực bội. Cho nên là sống trên cuộc đời Đức Phật hiện nay là cuộc đời này có cái sự sầu bi khổ ưu não. Vậy thì cái sự tu tập về nội tâm hay là cái sự thực hành thiền để nó sẽ diệt trừ được những cái tâm sân hận đấy, diệt trừ được những cái tâm ganh tị, diệt trừ đi cái tâm bỏn sẻ, và nó diệt trừ đi những cái tâm hối tiếc, sầu bi, ưu não đó, làm cho cái tâm của cái người đó có cái sự tự tại, có cái sự an lạc, không có dao động, không có buồn sầu ở cuộc đời. Thì đấy cũng là một cái, những cái công đức, những cái phước lành do cái sự tu tập về nội tâm, hay là cái người đó có được cái nội tâm thản nhiên tự tại trước những cái sự vui buồn, được mất hơn thua, khen chê yêu ghét ở đời. Thì cái mà cái đời sống mà an lành nhất, hạnh phúc nhất là một cái người có cái nội tâm tự tại. Nội tâm của mình tự tại khi nào mà có cái được nợ mà mình không cảm thấy ngã mạn, không hoan hỉ, không thích thú. Khi mà mình bị mất mát những cái gì đó, mình không nuối tiếc, không buồn sầu. Khi mà được khen, mình không hoan hỉ, thích thú. Khi mà bị chê, mình không có tức giận, buồn phiền. Khi mà được yêu, mà mình cũng không có bị dao động, bị sao xuyến, buồn thích thú. Khi mà bị ghét, mình cũng không có tức giận hay là buồn phiền bực bội. Thế thì đấy là cái người mà có được cái tâm tự tại bất động, thì đấy mới là cái sự hạnh phúc nhất. Còn cái người mà có cái tâm mà nội tâm không tu tập thì cái nội tâm nó rất là yếu. Khi mà được cái gì mình cảm thấy rất là thích, nhưng mất thì lại cảm thấy rất là đau khổ. Nhưng mà vì cuộc đời này cái gì vẫn cứ được cái gì thì mình sẽ mất cái đấy. Mình được nhiều thì mình sẽ mất nhiều, mình được ít thì mất ít. Như là một cái người có nhiều người thân thì sau này tất cả những người thân ấy phải chết đi. Càng có nhiều người thân thì mình càng phải có nhiều những cái tình cảm với nhiều người, thì mình càng phải chia ly, tự biệt sinh ly nhiều. Cũng như vậy, một cái người có nhiều tài sản nhưng mà đến lúc có thể trong cuộc sống này hoặc đến lúc chết thì mình không mang được gì cả, mình sẽ sinh ra cái sầu bi ưu não nhiều. Một cái người có danh vọng cũng vậy, nhưng mà rồi đến lúc nào đó nó mất đi, mình cũng sẽ phải chia ly với nó và cũng sẽ sinh ra khổ đau nhiều. Thì cho nên là một cái người mà không có tu tập về nội tâm, khi mình được thì mình bị dao động với cái sự rộn ràng, khi mất đi mình sẽ dao động với cái sự chia ly, vì cái sự sầu bi ưu não. Vậy thì phải cái người mà hạnh phúc nhất là cái người có cái nội tâm tự tại, mà cái nội tâm tự tại đấy nó cần phải có cái sự tu tập. Tu tập về tâm thì ngay trong cái cuộc sống hiện tại này mình sẽ có được cái tránh được những cái phiền não, và cho đến cái lúc mà lâm chung sẽ có cái sự khác nhau giữa một cái người mà có cái nội tâm vững vàng với một cái người có nội tâm dao động. Ở cái thời điểm lâm chung mà một cái người nào mà có cái nội tâm mà dao động, đó là hoảng loạn, sợ hãi,
sợ hãi khi đối diện với cái chết. Nhưng mà có những cái người mà có trí tuệ thì sẽ an nhiên tự tại, thản nhiên trước cái chết. Vậy thì một cái người mà có cái sự thản nhiên là cái người đó có cái nội tâm tốt, và cái người có cái sự thản nhiên đó thì cái người đấy sẽ chết với một cái tâm an lành, và cái người đó sẽ sinh với cái cõi an lành. Cái người nào mà khi ở cái thời điểm nông trung mình hoảng loạn, mình lo âu buồn phiền sợ hãi, thì cái người đấy sẽ chết với những cái tâm bất an, những cái tâm lo lắng buồn phiền bực bội, và cái người đấy sẽ chết và sẽ đọa xuống những cái cõi đọa xứ khổ đau. Vậy thì sẽ có cái sự khác nhau như vậy. Thì sống ở trên đời thì có hai cái, đó là những cái phước về tài sản và những cái phước về trí tuệ. Thế thì cái cuộc sống của mình cũng có hai mặt, đó là cái thân vật chất này và cái đời sống tâm linh. Thì có những cái người mình chỉ đầu tư cho cái đời sống về vật chất và mình bỏ quên cái đời sống về tinh thần. Còn có những cái người sống ở trên đời này thì lo cho cái đời sống tâm linh và không chú trọng về cái tài sản vật chất, cũng có cái sự khác nhau. Thì khi mà một cái người chết đi rồi thì tất cả những cái tài sản vật chất mình không mang theo được, nhưng mà cái tâm linh, cái nội tâm, là mình chết là chết với cái nội tâm, mình sẽ bỏ lại cái thân xác này nhưng mà mình sẽ ra đi với cái tâm. Thì cái lúc đấy cái tâm của cái người nào mà có nhiều cái ô nhiễm phiền não, tham sân si, những cái ô nhiễm phiền não đấy nhiều, thì cái người đấy chết với những cái nội tâm ô nhiễm ấy, thì cái người đấy sẽ sinh vào những cái loài rất là thấp kém, ví dụ như sinh làm súc sinh, hay là sinh vào làm ngã quỷ đói khát, hay là sinh vào các đọa xứ. Còn những người mà khi còn sống biết lo cho cái đời sống về nội tâm, thì khi chết mình chết với một cái tâm cao thượng, cái tâm đấy nó ít phiền não, ít tham sân si. Thì cái nội tâm cao thượng đấy mới là cái phước lành lớn, cái phước lành lớn nhất, bởi vì cái đời sống nội tâm đấy sẽ đưa mình tiến hóa lên những cái cõi rất là cao thượng. Ví dụ như là có thể mình được sinh lại làm người cũng nhờ cái công đức phước lành mà ra. Mình được sinh vào các cõi thiên giới, các cõi thiên thần mà cái mắt thường mình không nhìn thấy, nhưng mà có rất là nhiều những cõi sống khác nhau, có những cõi chư thiên, có những cái cõi đọa xứ. Các vị chư thiên có hào quang ánh sáng, hưởng những cái phước lớn, có tuổi thọ lớn, có dung sắc lớn, có những cái tài sản lớn. Thì đó là các cõi chư thiên, có cõi thấp, có cõi cao, có những cõi ở dục giới, có những cõi ở sắc giới, có cõi vô sắc giới. Và có những cái đời sống, có những cái, nếu một người tu tập về nội tâm, vì đó có thể đạt được đến những cái trạng thái bất tử. Trạng thái bất tử tức là người đó có thể chứng đạt được đến niết bàn. Một người đấy có thể đoạn trừ được hết tất cả những cái phiền não ở trong tâm. Người đó trong nội tâm, người đó dứt hẳn được tham sân si, chặt đứt những cái phiền não đó từ gốc rễ và làm cho nó không bao giờ tái sinh trở lại. Thì cái người đấy sẽ đi đến niết bàn và không sinh về bất cứ một cái cõi nào trong tam giới. Thì đấy là cái sự tu tập về nội tâm cũng sẽ tạo ra những cái công đức phước lành cho chính mình như vậy. Thì mỗi người ở trên cuộc đời này sẽ có những cái ước muốn khác nhau, những cái nguyện vọng khác nhau, những cái mong cầu khác nhau, những cái mục đích khác nhau. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách tạo những cái nhân của nó. Thì mà mình tạo được cái nhân thì mình ước muốn cái điều gì thì nó sẽ thành tựu điều đấy. Ví dụ như là bây giờ một cái người mình mong muốn là được hưởng cái phước ở thế gian, hay được hưởng cái phước ở cõi trời, hay được hưởng cái phước giải thoát niết bàn. Nhưng mà mình không mong muốn ý, mình không gieo nhân, mình chỉ mong muốn thôi ý. Thì cái đấy Đức Phật lấy một cái ví dụ là, ví dụ như là một cái người muốn sang bờ bên kia, cái người đấy đi đến bờ sông, mình muốn đi sang bên kia, nhưng mà cái người đó này cứ dừng lại ở cái mong muốn hay là cái mong cầu là bờ bên kia ơi hãy lại đây, bờ bên kia ơi hãy lại đây. Thì cái người đấy cứ mong cầu như vậy cho đến chết cũng không bao giờ đạt được cái mục đích của mình. Vì vậy cho nên là có rất là nhiều người trên đời không đạt được cái mong cầu, nguyện vọng, mục đích, ước muốn của mình. Vì cái người đó chỉ có mong cầu chuông, rồi đi cầu cúng lễ bái, cứ cầu vậy và chẳng bao giờ đạt được cả. Vậy thì, và cái người mà muốn sang bờ bên kia thì cái người đấy
phải đi làm một con thuyền, mình phải vào rừng chặt cây, đóng con thuyền, đóng con tàu, mình có thể bơi qua bên kia được. Cũng như vậy, bây giờ mình muốn một cái điều gì đó mình phải gieo nhân. Thì cái cách gieo nhân, ví dụ như là một cái người đó mà bố thí cho ai đó một cái gì đó, thì khi mà một cái người đó bố thí cho người khác một cái vật gì đó, đấy là nhân. Và cái nhân đấy là nhân cao thượng, người đó có quyền ước muốn những điều cao thượng. Cùng một cái hành động bố thí đó, người đó muốn cầu mong cái hành động bố thí này sẽ cho tôi được cái phước là sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ. Hoặc là cái nhân bố thí này mong rằng tôi sẽ được sinh về cõi thiên giới. Cái nhân bố thí này mong rằng tôi sẽ chứng đắc được những cái thánh quả Niết Bàn. Thì từ cái hành động bố thí là gieo nhân. Và cái nhân nó sẽ trổ theo cái ước muốn của mình. Nếu như mình ước muốn những cái phước này thì cái nhân đấy nó sẽ cho ra những quả phước này. Ở cõi người mình ước muốn cái quả phước này ở cõi thiên giới thì cái nhân đấy nó cho ra phước này ở cõi thiên giới. Mình ước muốn chứng đắc Niết Bàn thì cái nhân đấy nó sẽ cho ra quả Niết Bàn. Cũng vậy, từ cái hành động giữ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu này, mình ước muốn mong cầu nguyện vọng rằng tôi sẽ được hưởng những cái phước lành là sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp ở cõi thiên, ở cõi trời, ở cõi người này, thì mình sẽ được hưởng cái phước thì nó mới thành tựu. Tức là mình có gieo nhân rồi mình ước muốn thì nó mới thành tựu. Hoặc là cũng cái hành động giữ năm giới đấy mà mình ước muốn là sinh được sinh lên cõi thiên giới, thì những cái nhân của cái sự giữ giới này thì nó sẽ cho mình sinh lên kết quả là khi chết ở cái cõi đời này mình sẽ được sinh lên cõi thiên giới, được hưởng cái phước ở cõi thiên giới. Hoặc là cái nhân của cái sự giữ giới đó, mình ước nguyện chứng đắc Niết Bàn, trở thành Đức Phật, hay là trở thành những bậc A-la-hán, trở thành những bậc thánh nhân, để đi đến Niết Bàn giải thoát khổ đau sinh tử, thì cũng từ phải có cái nhân đó và thì cái ước muốn nó mới thành công. Chứ còn nếu như mình chỉ có ước muốn suông mà mình không có tạo nhân thì không bao giờ thành tựu được. Vậy thì những cái công đức để mình tạo nhân đó là bố thí là nhân, mà mình ước muốn những cái điều gì đó nó sẽ thành quả trong tương lai. Giữ giới nó sẽ là nhân, và mình ước muốn cái điều gì nó sẽ cho ra quả trong tương lai. Cái tâm cung kính nó sẽ là nhân. Ví dụ bây giờ mình chắp tay mình kính lễ Đức Phật, đó là cái tâm cung kính, nó cũng tạo ra nhân để mình ước muốn cái điều gì nó thành tựu trong tương lai. Ví dụ như là một cái người ta thường xuyên đi chùa đảnh lễ Phật, người ta chỉ cần có cái tâm thành kính chắp tay quỳ gối lễ Phật và người ta ước muốn nó cũng thành công nhé. Ước muốn hưởng phước ở cõi người, cõi trời hay chứng đắc Niết Bàn nó cũng thành tựu. Đấy là nó thành tựu từ cái sự cung kính, hay là cái nhân nó thành tựu từ cái sự mình giúp đỡ phục vụ ai đó. Ví dụ như có những người người ta gặp khó khăn, trong cái lúc đấy mình có điều kiện có thể giúp cho người ta khỏi cái khó khăn, tức là mình giúp đỡ hay là phục vụ ai đó, phục vụ cha mẹ, phục vụ bạn bè, phục vụ những người nhà, hay là giúp đỡ bất cứ việc gì cho ai, làm lợi lạc cho ai, thì đó cũng là nhân. Thì từ cái ước đấy mình ước muốn cái điều gì nó mới thành tựu. Hay là từ cái sự tụng kinh của mình nhá, mình có thể tụng những cái bài kinh này, nghe một thời pháp này, hoặc là mình thấy người khác làm việc phước mà mình hoan hỉ theo. Có thể mình không có điều kiện để làm phước, nhưng mà mình có thể thấy người khác lễ Phật tụng kinh, thấy người khác bố thí, thấy người khác cúng dường, thấy người khác giữ giới, thấy người khác người ta làm việc thiện, mình chỉ cần tùy hỉ theo, hoan hỉ theo, mình cũng được hưởng phước đó. Và mình cũng có thể ước nguyện những cái điều gì nó cũng thành tựu. Hoặc là cái công đức từ cái sự tu tâm, như là hành thiền, chỉ quán đó. Rồi là mình ước muốn từ những cái công đức tu tập đấy, mình sẽ ước muốn những cái điều gì thì nó mới thành tựu. Đấy được gọi là những cái công đức phước lành do mình tạo ra, do mình tạo ra được những công đức phước lành đấy, rồi nó đi với những cái ước muốn của mình. Chứ những cái công đức phước lành không phải là do mong cầu nhá. Mình chỉ có mong cầu chuông thì nó sẽ không thành tựu, nhưng mà có tạo nhân đi kèm với cái ước muốn đấy thì những cái điều đó nó mới được thành tựu. Thì ở trên cuộc đời này nó thế, mình sẽ thấy là mỗi người có một cái chuyên môn khác nhau, có cái sở trường khác nhau, có những cái năng lực khác nhau, có những cái thế mạnh khác nhau, là vì những cái mong cầu khác nhau, những cái ước muốn khác nhau, những cái gieo nhân khác nhau. Ví dụ như là những cái người
nào mà trong đời quá khứ mình thích, mình có một cái mong muốn gì không, nó sẽ trổ ra cái quả ở đời này, một cái người đó mình sẽ thành tựu được. Ví dụ như là có cái người, người ta mong muốn là kiếp sau sẽ trở thành một cái người thông minh trí tuệ, có nhiều cái học thức, thì là do kiếp trước người ta đã gieo những cái nhân đấy, bố thí cung kính giữ giới hay là làm cái việc thiện gì đó, tu tập về nội tâm, rồi người ta mong muốn thì cái đời này sinh ra người ta sẽ có được cái trí tuệ đấy. Hoặc là có những người, người ta chỉ đơn giản là người ta mong muốn có nhiều tài sản, thì người ta gieo nhân ở đời trước thì nó cho ra cái quả đời này. Có cái người thì người ta ước muốn có sức khỏe, hay là do người ta gieo những cái thiện những nghiệp ở đời trước và người ta khởi những cái mong muốn nó cho ra quả đời này. Vậy thì bây giờ mình gieo cái nhân ở đời này thì sẽ cho ra cái quả ở đời sau. Nó cũng cho ra quả ở đời này thì một phần nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ cho ra quả ở đời sau thì lại là những cái quả rất là lớn. Đấy là những cái mình gieo nhân thì đấy là cái công đức, khi mà nó cho ra quả thì đấy là phước lành. Vậy thì nó phải có những cái công đức phước lành hoàn toàn do mình tạo ra như vậy. Đấy là cái những cái lời dạy của Đức Phật là như vậy, chứ Đức Phật không có dạy là sẽ có ai đó ban công đức và ban phước lành cho mình, mình phải tạo ra thì mình sẽ có. Đức Phật là bậc thầy, giáo pháp là những cái sự hướng dẫn, và mình cần phải học pháp, phải thực hành giáo pháp đó thì mình sẽ có được những cái điều mà mình mong cầu, mình ước muốn. Thì đấy là cái bài pháp về cái công đức và phước lành do mình tạo ra.